Ê, có SMG8 hay sao vậy ạ? Đây rồi. Thì mại. Bắn hơi lỗi. To luôn rồi. Ông oh shit, I'm dead. Thế nên cầm đồ AI vào nên mới tò mò không biết nó khác với mấy mùa trước. Nó khác. Không, nó thì... như thế này này. Bởi vì là nếu như mà trong các mùa trước ý, thì cái công được phát cầm vũ khí của mình được. Nhưng với các bạn đồ cái của thứ tư thì cũng không được phát cầm, mà công chỉ có thể cầm cái vũ khí mà có ở trong trận thôi. Chính vì nó giữ cái thì ông cầm cái đấy bắn. Chứng tỏ là thằng Tencent nó chứng tỏ là thằng Tencent nó phá Liên Minh. Đen. Mùa 4 này là sao chép hơi nhiều. Perfection. Mặc dù là mình vẫn mang chế là cầm đồ ai thật, nhưng mà vấn đề là bọn tôi cầm cái bọn tôi cầm thì lại không phải là người đen. Ôi đi, bỏ mẹ. Sập gan chín, đấy luôn. Nó kìa hả, để thôi, chú này. She left into the god, gọi luôn. Chết đi, chết. Ba con nhỏ dồn bên trái bên phải. Bên trái, bên phải phải. Ủa thì có mẹ bắt phải lồn ba ba. Rival Castle Vina lại Castle khi nào nhỉ? À, cái bọn đấy, cái đợt mà cập nhật bản đồ tháp địa ngục ấy, phải đi ạ. Là cái thời điểm đấy là cũng mới có cái thông tin về hình ảnh của cầu may mắn ở bên Việt Nam. Thế nhưng mà sau đấy cũng như chẳng thấy gì thêm luôn. Bởi vì là sau đấy coi như là chẳng có thông tin nữa, người ta có cập nhật mẹ đâu. Không biết đâu được. Lúc đấy là nó đi cùng với hai con còn lại là con SGMG703 và con NGG7. Và tên của con văn đó là MG Special. Tôi biết rõ rất rõ cái của con đấy. Có hình ảnh hạ thôi mà. Oh shit. Trận này phế rồi, trận này tạ tim ạ. Ôi giời, bụng ma thật. Trời, ai tên đổi vậy đó.